Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay thứ hai đầu tuần, em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe bán tải mang thương hiệu Mitsubishi Triton, sản xuất năm 2021, số tự động một cầu, máy dầu màu đen. Chiếc xe này chạy đúng có 4,2 vạn và lốp theo xe cả dàn, sơ cua chưa chạm đất, xe đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội. Và xe thì bên em bao rút hồ sơ cho quý chị nhá. Toàn bộ xe thì khẳng định với quý chị là xe đẹp, không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc và cam kết xe không đâm xô tai nạn bằng văn bản hợp đồng cho quý chị nhá. Anh em cứ mang hàng mang thợ đến check test kiểm tra. Nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn là bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị. Và chiếc xe này thì bên em Lợi đang công khai chào bán với giá là 545 triệu. Đấy, có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Xe này thì được bác chủ vào rất nhiều đồ chơi như là màn hình này, nắp thùng cuộn điện này. Và ghế thì được độ hai ghế trước đấy, có ghế điện, ghế cao hơn đấy. Toàn bộ xe thì rất là đẹp nhá. Sau đây em sẽ review chứng minh cho quý anh chị một cái chiếc xe đẹp chạy 4 vạn về cho quý anh chị xem nhá. Vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Anh em nhìn từ các cái phần đồng sơn bên phụ của chiếc xe này còn rất là đẹp nhá. Kính đèn đều được dán phím cách nhiệt, tất cả các cái đèn pha của chiếc xe này còn mới, và mặt ca lăng này, cabo này nguyên zin hết đấy. Từ các cái phần bướng gầm này đến lốp lắp mà rất là dày. Gầm phía trước này, bướng gầm này, anh em nhìn này, mới không đấy, chất xe chạy có 4 vạn thôi. Đồng sơn bên lái của chiếc xe này đấy, rất là đều và sơn zin. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhá. Đấy, gầm của chiếc xe đây, anh em nhìn gầm này, cổ bô cổ xả sáng trưng luôn. Đấy, đi xe đi rất ít nên là khung gầm của bô cổ xả rất là đẹp. Tay nắm cánh cửa mạ chrome này, kính này đều được dán phím cách nhiệt, rè mơ đầy đủ hết. Đấy, đây, toàn bộ các phần lốp của chiếc xe này. Vâng, đây, đát lốp của chiếc xe này, toàn bộ lốp theo xe đây quý anh chị nha, lốp 2021 này, cùng gầm sassi này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quý anh chị nhìn cái lốp sơ cua này, chưa chạm đất nhá, vạch sơn của nhà máy còn nguyên này, cầu của chiếc xe này, sơn chấm của nhà máy còn rất là đẹp nhá. Đấy, sau cản này, còn cực kỳ đẹp nhá. Xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng cuộn điện nhá. Đấy, tất cả đồng sơn của chiếc xe này. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Đây là cái phần tay nắm cánh cửa đồng sơn bên phụ của chiếc xe này. Đấy, còn rất là đều và đẹp nhé. Kính đèn bốn bên này đều dán phím cách nhiệt xịn xò. Đấy, cột kèo bốn cánh cửa là nguyên bản. Với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đây, toàn bộ các cái phần đồng sơn này, cánh cửa này, đèn pha này, rất là đẹp. Xe đăng ký tên cá nhân biển Thái Nguyên, em Lợi bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ cột kèo, tắp ly, cánh cửa của chiếc xe là bao zin nhá. Đây, cánh cửa bên lái phía trước và phía sau bên phụ này rất là đẹp. Tất cả các cái phần keo chỉ là zin, kính đèn đều được dán phím cách nhiệt. Nội thất thì được bọc ghế da, nguyên bản của chiếc xe này là nỉ và được bọc ghế da. Trần cũng được bọc trần 3D này, trải sàn da cũng được lắp thêm này. Nội thất ghế này rất là mới và đẹp nhá. Tất cả các cái phần cột kèo đây, anh em nhìn cột kèo, ốc khóa này, tắp lô, tắp ly này, rất là mới. Màn hình được lắp thêm này, bóng khí hai bên là nguyên bản, hộp số tự động một cầu nhá. Đây, toàn bộ tắp ly cánh cửa phía trước này. Ốc khóa này, đều zin. Ghế lái này độ thêm nhá, ghế đường trước này, ghế chỉnh điện này, bên lái bên phụ đều được bác chủ lắp thêm, đã, nó có độ cao hơn. Hộp số tự động đề nổ start top độ thêm này, đã, cam hành trình màn hình đầy đủ hết rồi.
tất cả các cái phần vô lăng, cửa sổ này, cột kèo, bao zin. Vâng, đây là cái sàn thùng của chiếc xe nhé, hai bên sàn thùng này, đèn hậu của chiếc xe này rất là đều và đẹp nhé. Đấy, tất cả các cái phần ốc này nguyên zin hết toàn bộ. Sàn thùng rất là mới, keo chỉ cốp này, sau này, nguyên bản hết, đèn hậu này, cực kỳ sáng luôn. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe, táp lô, táp ly trước sau đều màu theo thời gian. Bốn cánh cửa là zin, gioăng chống ồn, cột kèo này, bậc lên xuống này, rất là mới và nguyên bản. Xe bên em Lợi bán cam kết bằng văn bản không làm xe tai nạn, không làm xe ngập nước, máy số zin, an ninh pháp lý bao rút hồ sơ. Đấy, ghế lái rất là đẹp nhé, ghế này là ghế độ vào thêm quý anh chị ạ. Đấy, gương gập điện này, tất cả được độ thêm nhé. Vô lăng củ số này, tất cả các cái phần bàn đạp phanh ga này, màn hình này rất là đẹp. Xe nhập nguyên chiếc. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe đây, tất cả các cái phần ốc này, tai đầu rằng này, máy này. Đấy, khoang động cơ máy thì bao zin, chất xe chất máy chạy 4 vạn thì anh em không phải lo nghĩ gì về cái máy nhé. Máy số là bảo hành và cam kết chuẩn chỉ. Đấy, ốc cabo này, tem mác cabo đầy đủ hết zin nhé. Quay chi tiết nhé, anh em nào cần thì gọi riêng Zalo em Lợi để em Lợi quay cho quý anh chị nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một cái chiếc xe Chi Tông đời 2021 số tự động một cầu, một chủ tư mới biển Thái Nguyên, xe màu đen. Đấy, nhà em thì hiện tại có cả màu bạc, màu trắng, màu đen để phục vụ quý anh chị về Chi Tông 2021 nhé, và 2022 Accent. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Một lần em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.